quê sắc hương nồng thắm ta nghe hùng mỡ màng. Kia lung linh trong nắng mai ông bướm tung tăng trong nắng hồng. Em bên anh vui hát ca tình khúc ai ân lời ngọt ngào. Ta cho nhau ước mơ mình hứa chuyện gì đâu. Sao lại không? Anh Quang Sơn nè, chiều nay gió núi đã về mang theo hơi lạnh, chắc có lẽ trời sắp lập đông. Trời sắp lập đông, gió lạnh mấy chiều rồi. Nhưng Ái Lan không bao giờ biết rét, như những người áo rét cô đơn, đem mồ hôi để lấy thức ăn, ngày chí tối ngồi trên lưng ngựa. Kìa, sao hôm nay anh có những lời lẽ khác lạ? Hình như anh muốn... Anh muốn... mình quên nhau đi. Khốn nạn. Phải mà, anh đã đánh giá được tôi rồi, cho nên anh trở mặt. Anh muốn xa tôi mà. Ai là đành tôi chi cho qua em tơi tả, chẳng làm chi cho u vẻ đầu thế. Hãy xem Quang Sơn như con thú giữa chợ bơ vơ, một con thú có tình thương mang rợ. Anh Quang Sơn, sức mạnh nào đã ngăn trở tình yêu của chúng ta khi anh có ý định muốn xa em? Sức mạnh ấy là bức tường không hình thể, dài và cao hơn dải bạch nơ sơn, nằm chắc ngang những tâm hồn tha thiết yêu nhau. Tất mà quan xa trời ơi, yêu yêu nhau là có tội, thà quên nhau thôi chứ bận sao này. Anh quên được những ngày đôi lứa cùng xây mộng đẹp triền miên, thấm đường hương duyên. Nếu cần đem sinh mạng còn nghĩa đã vàng, em đây cũng không màng. Con đò thời gian cai nghiệt luôn đợi người sang ngang. Anh Quang Sơn. Ai lên con? Thôi em vào, anh đi. Cô gái của cha, con đang làm gì đó? Dạ con đang cắm hoa. Hả? Cắm hoa là người yêu hoa, khi cầm một đóa hoa con phải biết nhẹ nhàng và trân trọng. Nhất là con gái của cha phải cần chăm sóc và tân tiêu hoa như là con tân tiêu cả một cuộc đời của con vậy. Dạ. À, Khơ Ly Châu. Dạ. Ồ, thằng dây u thịt bắp gì vậy? Hãy thế là đàn ông quá chứ. Cháu năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa bác, cháu được 22 tuổi. Anh Khali cùng một tuổi với anh Quang Sơn. Tại sao con biết tuổi của thằng ngoại đó rành quá vậy? Khali. Dạ. Ngồi đây chơi. Bác đi lên để gặp anh Kha Nhân Tô, cha của cháu, để bàn một chút việc nha. Dạ. Cháu cứ ngồi đi. Cha. Cha. Cha cho con theo giới. Ồ, đâu có được con.
Con phải tha cha ở đây để mà tiếp anh Khali chứ. Đừng cãi lại cha cô gái. Cha. Cha. Ai Lan à? Chúng mình đã biết nhau từ thuở bé. Khi bác ở bên nhà còn chở Lan trên lưng ngựa đi qua trang trại cho tôi. Tôi giải Lan cùng đùa nghịch đó. Ai Lan nhớ không? Những kỷ niệm ấy dẫu rằng chưa chết, nhưng tôi đã xé nó vào ngăn tủ ấu thơ rồi. Tuy thời gian có trùm phủ lớp bụi mờ, quá khứ đã tạo cho tôi một giấc mơ hiện tại. Ai Lan. Anh yêu em. Anh yêu em với tất cả lòng chân thật. Cho nên lần đầu tiên lúng túng trước mặt em, anh tin rằng hạnh phúc sẽ lâu bền nếu em hiểu được chúng mình yêu nhau là làm vừa lòng cha mẹ. Vâng, khi cha tôi vừa bỏ đi, tôi hiểu được rằng anh sắp nói một chuyện lòng. Nhưng rất tiếc, chúng ta đã hiểu nhau quá muộn. Thú thật với anh, nếu như vẫn chưa yêu ai thì tôi rất sẵn sàng được anh yêu. Vì anh có gặp mất đa sầu và dòng núi thanh thanh, cứ gì nghiêm trang của người trai hiền lành. Tuy sống trong cửa cao nhà rộng, nhưng người chỗ gửi thân cho những bông hoa người. Thôi thôi, bấy nhiêu lời tôi đây cũng rõ. Ai Lan đã là một đóa hoa có chủ. Tôi chỉ yêu nàng trong giấc mơ muôn thuở. Thế mới biết rằng yêu là đau khổ đi theo. Lòng chân thành của anh tôi đã rõ. Một năm trước đây, khi trái tim tôi còn mở ngỏ, tôi đợi anh như một vị thiên thần. Nhưng vì trái nợ vô duyên, vì e thẹn đã làm anh chậm nói. Thôi thì đêm đêm lần chuỗi để rủa quyền lòng tự ai, và đem xác chết một giấc mơ mà chôn chặt dưới đáy tim đau. Hồn môi mòn hơi thở, tất u sầu đắp thành mồ gian dở. Ta không thể tự giết lòng mình bằng nỗi niềm tuyệt vọng đau thương. Nhưng Khali ơi, tình yêu đừng mong cướp đoạt hoặc mua đòi. Ai Lan ơi, được sống nên nhất định sống cho mình bằng nỗi niềm tuyệt vọng đau thương. Chào em. Ai Lan cô. Dạ. Ai Lan. Ủa Khali đâu rồi con? Dạ anh đi rồi cha. Thế à? Ai Lan con, mẹ của con đã khuất bóng, mà cha thì đã già rồi. Giờ cao trung sắp gọn, linh hồn cha sẽ bám theo hơi thở sau cùng, mà thoát khỏi dòng thể xác. Bãi của đồng điền to rộng, nhẹ nhàng như một cánh nhạc lướt qua sông. Nhưng trước giờ lý biệt sầu khổ ấy, môi của cha sẽ vẫn nở một nụ cười, để nhìn thấy con gái của mình đã nên gia thất. Thưa cha, con cũng như chồi non vừa tương lá, mà ái tình sẽ là trận gió mùa thu cướp cái ngây thơ lúc 18 tuổi đầu, chưa biết sống
đã trở thành dĩ dàng. Còn lo một nỗi tuổi của cha thì như bóng chim. Đã ngắm dần sao hàng tre xanh, chỉ còn có một mình con cùng dưỡng cha già sớm hôm để đợi công cha nuôi nâng dỗ dành cho con đến tuổi này. Con nỡ nào dối đi lời hiếu thảo của con, làm cho cha đành phải nhìn con lớn khôn rồi phải lo bề hôn nhân. Đó là tình thương vô hạn cho cha mẹ lại muốn xa con. Từng đêm trắng lo ngào cha đã chọn lòng cho con. Nhưng con chưa biết yêu là gì cha à? Chưa biết rồi con sẽ biết. Ở tuổi này cha thôi biết tất cả những người con gái trước khi bước vào ngưỡng cửa của nhà chồng đều nói lên một lời đều giống hệt như nhau. Nào là con chưa biết yêu, nào là chưa biết phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng thôi, đâu có cha mẹ nào sanh ra con để chờ đợi ngày con phụng dưỡng, mà cha phải lo hạnh phúc cho con cho đến ngày cha thở hơi thở cuối cùng. Nhưng người cha chọn là ai vậy cha? Còn ai nữa? Là Khali đó con. Khali con, tại sao con lại có vẻ hốt hoảng như vậy? Con không thể nào lấy Khali được đâu cha. Không yêu được có nghĩa là con đã yêu rồi, hoặc giả là Khali nó không xứng đáng, hay nghĩa là nó rất là xứng đáng, nhưng mà nó là người đến sau phải không con? Dạ phải. Vậy người con yêu là ai? Nếu người đó xứng đáng, cha sẵn sàng để gả con ngay. Tình thương của cha đối với con là nói đi con gái. Cha dùng nghĩa xứng đáng là như thế nào hả cha? Là một người quyền thế như cha vậy. Con hiểu chưa? Con thú thật với cha, người con yêu là... Là ai? Dạ. Là ai? Quang Sơn. Quang Sơn! Con yêu thằng ngoại Quang Sơn à? Con có một ông chủ đầu tiên mà lại đi yêu một thằng quản lý. Con biết ai là cái thằng Quang Sơn chưa? 20 năm về trước, khi chưa vừa đặt chân đến ngôi đình này, lão hoàng gia cô ta, ông Hoàng Tích, đã lượm được một thằng bé gói bằng một tấm lá buồn trong bờ suối cô đơn. Thằng tuổi vẫn nhờ trong hồn giải che thân, có lẽ đó là do những cuộc tình thầm lén của hai gã vô danh. Rồi nó sinh ra một đứa con, một đứa con vô thừa nên mới bị bỏ rơi. Quăng đi cái món nợ. Như vậy Quang Sơn chính là hiện thân của đứa bé. Đúng, đó là giọt máu rơi của kẻ cơ hàng. Thưa cha, là một tên nghèo khổ quan tàn thì làm sao có thể sánh ngang hàng. Con ông chủ đồng điền danh giá giàu sang, nhưng Quang Sơn cũng là một con người cũng đủ tư cách để nhìn đời, rất xứng đáng một người con trao trọn trái tim. Đúng rồi, nó rất là xứng đáng, nhưng nó chỉ xứng đáng với một cái người giúp việc cho cha thôi, chứ nó không thể nào xứng đáng làm chồng của con được. Và cha sẽ tống cổ nó ra khỏi đồn điền này. Nếu nó kháng cự, cha sẽ cho nó một phát súng. Và cha sẽ thương, cha thương nó như là thương một con chó trung tính đã qua đời. Dạ thưa ông, có quản lý Quang Sơn xin vào gặp ông. Thế là cái thằng này nó đã tới số rồi. Cho nó vào. Vâng. Cha. Con, hãy vào trong suy nghĩ cho thật kỹ tất cả những gì mà cha vừa mới nói với con đó.
Đi ngay, nếu không ta giết nó chết. Dạ, dạ. Dạ không, lấy cái chai thuốc màu đỏ để trên đầu giường, mang ra đây cho ông. Dạ thưa ông, chai thuốc đây. Dạ kính chào ông. À, anh vào đây để cho tôi. Là anh đã mua được 10 con bò đền cho tôi rồi đó phải không? Những cái con bò ở trại 18 vừa mới bị mất đó. Dạ thưa ông, tôi vừa được tin bò mất, tôi tức tắc đuổi theo. Nhưng vì trời tối cho nên... Anh là một tên quản lý mà để cho bò của tôi mất. À, hay là anh đã a tòng của bọn ăn cắp. Dòng máu ăn cắp đã lưu chảy ở trong người của anh rồi. Thưa ông, đêm nay là lần đầu tiên ông đã nặng lời với tôi. Tôi chưa từng bị cư xử khắc nghiệt như bây giờ. Ồ, như vậy tôi thấy nó cũng còn rất ít. Tôi vì muốn anh đi tìm bò mất về đây ngay cho tôi. Vậy ông cho 5 người theo tôi. Nhiều quá, một đứa mà thôi. Ông muốn bắt cái bò hai mã người luôn. Anh sợ chết à? Thì ra tôi đã lầm. Tất cả dân trong đồn điền này cũng đều lầm anh. Anh khiếp vượt quá. Vậy mà cũng mang tiếng là bắn nhanh phi ngựa giỏi. Anh hèn quá. Anh hèn lắm. Được, tôi sẽ làm vừa lòng ông. Qua ra. Rượu đây. Uống đi cho vững tinh thần. Đây là cốc rượu tiễn đưa người đi một chuyến không về. Chào ông. Thế là êm thấm. Đêm nay nó sẽ ngã dài ở trên ngọn đồi quan trắng. Cửa sổ linh hồn đã nhốt trên ngôi sao. Nó ra ra đi măng mộng đẹp đi theo. Một giấc mộng mà ngàn đời không bao giờ có được. Dạ, đi lo thắng ngựa đi. Dạ, ok ông quản lý. Ông sao vậy ông quản lý? Đêm nay chắc tôi ngủ trên lưng ngựa. Ông quản lý à, ông ấy mình lén về nhà ngủ, sáng rồi đi được không ông quản lý? Đi lo thắng ngựa đi, làm cho xứng đáng đầu lương của chủ chứ. Dạ. Đi đi. Dạ. Sơn, anh Quang Sơn. Dạ Ngọc. May quá, tưởng đâu anh đi rồi chứ. Có chuyện gì vậy em? Trong rượu anh uống hồi nãy, lão Mã Cơ đã bỏ thuốc ngủ đầu độc anh. Đầu độc. Lão không muốn anh về nữa. Hèn chi. Nhưng em lại muốn anh về, nên em đem thuốc giải đến cho anh đây. Nè, anh uống liền đi, uống liền đi anh. Cảm ơn dạ Ngọc. Không biết anh còn có dịp để đền ơn em không nữa. Đền ơn? Em đến đây chẳng phải để diễn tuồng ơn nghĩa, mà em muốn Quang Sơn phải sống đi trở về cùng... cùng ai sớm vẹn câu thề. Dạ Ngọc, hình như trong mắt em đã có sự khác thường. Quang Sơn ơi, nếu quả thật anh bắt gặp ở em sự bất thường trong đôi mắt, thì cũng xin anh đừng nghĩ gì thêm nữa, khi tất cả những niềm riêng đã trễ muộn. Hoàng hôn dù có là ấm được khung trời, nhưng trong khoảnh khắc đêm về nắng tắt, sương tuyết vẫn hững hờ làm băng giá khó.
lòng em cắn chặt môi để nén tiếng rên, nhưng môi u quất lại bật thành tiếng nức. Trời ơi, mặt gần mặt tuy gần nhau trong gang tấc, sao khoảng cách cứ mong rùng giữa tầm tay mơ. Dạ Ngọc ơi, tình yêu là vậy đó, người ta đã sẵn sàng chấp nhận hy sinh, dù sự hy sinh đó có điểm to bằng nước mắt của một trái tim hồng đang rỉ máu yêu đương. Dạ Ngọc ơi, đang vẽ ra nàng để cho tôi chết đi, để cho nàng khỏi bận tay bận mắt, khi nhìn thấy tôi cùng bé chát hơn tháng bận đuối giữa hôn lễ. Là nỗi đau buồn chua xót mà suốt cuộc đời Dạ Ngọc có là quên. Anh Quang Sơn, rồi đây đêm tan giấc buồn nghe tiếng giạc qua lá sạc sao vào con cô đơn, chỉ sợ nàng nhớ lại rằng mình đã tiến hành với một kẻ đã không ngờ mà quản lý, hay là mình về nhà ngủ đêm quản lý, đi ban đêm ban hôm gì em sợ dữ lắm ông quản lý. Ông quản lý nghĩ coi, em từng tuổi này chưa có vợ, lỡ mà chết uổng dữ lắm ông quản lý. Được, vậy thì anh hãy phi ngựa một khoảng thật xa, bắn hết đạn về nhà mà ngủ. Sáng ngày mai nhớ báo với bà cơ rằng tôi đã chết vì tôi vừa bắn vừa ngủ, anh nhớ chưa? Dạ nhớ. Nhưng mà còn ông quản lý nhớ, nói là tôi đã bị bọn cướp bắn vào tim, anh quăng tôi xuống sông hố. Đi đi. Dạ. Phát, anh dẫn luôn con ngựa tôi đi, cho nó một phát đạn để thoát khỏi cuộc đời trâu ngựa của nó. Vừa bắn vừa ngủ vừa chết là sao? Trời đã tối, tuyết đã rơi nhiều, xin cô cho lên đèn và khép cửa. Không, chị hãy để cho tôi xin thêm bóng tối để nhìn ra khu rừng quái đản âm u. Kìa, chị nhìn hộ tôi, có phải sau lớp tuyết rơi có một người áo trắng đang ngửa tay bắt vợ ánh đèn đêm? Thưa không, đó là Giải Bạch Nữ Sơn nằm thoi thoải như người đẹp ngủ. Quang Sơn ơi, đã mấy đêm rồi em vẫn thức để đợi một người đã chết. Anh bị cha em giết, mà em vẫn dâng trước một cuộc giết người. Thưa cô, thôi chị đi ngủ đi, để tôi yên. Ai là? Tôi đã chết mà trái tim chưa chết. Ba đêm tắt hơi chỉ còn rỉ giọt máu hồng, vẫn còn tươi, còn thâm, còn nằm, còn chung trị và còn đau khổ. Không, không, Quang Sơn ơi, em sợ lắm. Theo gió mây phiêu linh hồn anh mang bao dương. Hôm qua nắng quá
làm cho âm dương không còn cách trở, thì tại sao em lại kinh sợ để cho gian dở mối tương phong? Anh Quang Sơn, anh về đây nhìn mắt đã tương bằng xa cách lạnh lùng. Anh vẫn còn sống. Phải, anh vẫn là người đẹp. Còn biết đó ba bên bằng thế gì, và anh vẫn còn nguyên vẹn còn cả ngọn lửa tình ông này tiền, và còn cả niềm thương nỗi. Anh Quang Sơn, trong lúc bàng hoàng kinh sợ, em cứ ngỡ đây chỉ là giấc mộng mà thôi. Một giấc mộng sâu cùng để chấm dứt một mối tình. Quang Sơn, trong tay tương hồi xin đừng nói điều chia biệt. Kể từ bây giờ không còn xa nhau nữa, thì quá thương nhớ đời giờ. Gặp kỷ vật anh trao như đón nhận một tâm. Ngày nào đã ân cần tha thiết trao nhau, và thề trọn đời mình quyến luyến bên nhau. Dẫu cho muôn vàn khổ đau vẫn bền lòng chắc da, không sức mạnh nào làm tan rã keo sơn. Lửa tình yêu đã bập bùng sưởi ấm đôi lòng, mặc gió trời trở gió lạnh mùa đông. Anh Quang Sơn, chúng ta phải yêu nhau đến trọn đời. Anh hãy đưa em đi thật xa đi, để em khỏi phải lấy kha ly. Vì... vì sao hả em? Vì em đã có thai rồi. Em có thai? Sao anh lại ngạc nhiên? Anh ân hận vì kết quả tình yêu đó à? Không! Ai Lan! Ai Lan! Kẻ nào sợ sệt thì hay tin người yêu đã có thai, đó là bắt đầu sự tan vỡ. Trong giây phút anh suy nghĩ rằng yêu là đau khổ, nhưng bây giờ anh đã bảo vệ nó đến cùng. Kẻ nào muốn toan chia dạng cái hồng, cuộc giành giật sẽ khởi đầu bằng máu. Hãy lên con! Con đang ngủ rồi à? Anh trốn đi, trốn đi. Ai Lan, cô có bác Khai Nhân Tô và anh Kali qua sang chơi vậy? Con, họ đang ở phòng khách, con hãy vào trong để sửa soạn đi, rồi đi ra để mà ra mắt bác nha. Con còn vui sướng gì mà sửa soạn nữa hả cha? Rồi, thì con cũng phải gắng gượng chứ, để cho cha khỏi phải mất mặt với người ta. Con gái, hãy nghe cha nè, ngày này, đêm này, giờ phút này, cha có đủ lý lẽ để nói với con rằng thằng Mọi Quang Sơn nó đã rủ xác rồi, con biết chưa? Hay là con đợi, con đợi cha phải đưa xuống dưới hố mang cái bộ xương nó về đây, thì tới chừng đó con có thể thành hồn vô nó được hay không? Thưa cha, dĩ nhiên là lại không được rồi chứ gì. Bởi vậy cho nên hôm nay cha đến đây là để cho con hay. Hai ngày nữa thôi, con và Kha Liên phải đến nhà thờ vị trí chung dung bao giờ hôn lễ. Đó là cái cha mẹ ước mong mười mấy năm rồi, cha đã khổ nhập con. Thưa cha, thà rằng cha giết con chết tại đây, chứ không thể nào con ưng chịu Kha Liên. Cha ơi, em muốn làm gì? Chung một giường mà khác mộng với chàng. Ai Lan, trời, con không thể nào lấy Kha Liên được đâu cha. Tại sao? Con đã có thai với anh Quang Sơn. Cái gì? Con đã có thai Quang Sơn.
trời ơi, nhà của ta đã đến lúc suy vong rồi. Hải Lan con ơi, con hãy sống đi, sống với một xác chết, nuôi một đứa con quan. Được rồi, cha sẽ tự dẫn cha chết đi cho rồi. Cha ơi, vâng cha ơi, con mới là người có lỗi, cha để con chết đi, chứ con không thể nào lấy Khali đâu cha. Hay là máu trong người của con hiện giờ là nước lạ, tim của con đã kết hợp bởi tế bào bất hiếu vô nhân. Cha sẽ bỏ tất cả cơ nghiệp này và cha sẽ giết nó. Cha, sao nó của thằng Quan Sơn lại ở đây? Thằng ngoại này nó chưa chết à? Quan Sơn, mày đang ở đâu? Quan Sơn, tao đây. Khốn nạn, tôi chưa chết, mày. Cha ơi, đừng cha ơi. Giang ra. Bàn tay nhơ bẩn của mày đã cướp đi sự trong trắng của con gái tao và làm bẩn nhớ đến từng lớp của nó. Tao sẽ giết chết nó đi. Không bao giờ tao để cho giọt máu quan trường này nó sẽ làm nhục nó. Mã cơ, lòng dạ của ông còn thua lời giả thú. Về hôm kia tuy dữ mà không nỡ ăn thịt con để nó lòng. Không nỡ biết ai là trong thời kỳ mãn thai đứa trẻ kia tôi tình chi khi chưa biết cuộc đời ông chồng. Vì một phút hận thù ông toàn giết cả mẹ lẫn con. Khốn nạn mày! Quan Sơn ơi, đây là người gây nên tội lỗi, chính là tên Quan Lý Quan Sơn. Vì một lần thoát chết, vì âm mưu sâu độc của ông. Nhưng tôi đã về đây là mong tìm gặp lại người. Xin ông hãy xét xử mà mình tâm hiểu lòng nóng giận. Thử nghĩ ba mạng người đang đem ra một cuộc yêu đương. Qua trận cuồng phong ông có yên lòng với sự hành hạ của lương tâm. Thôi mày chứ đã không, gia đình tao bị mày côi lòn. Mày đã chà đạp lên công lao của tao suốt mấy chục năm trời rồi. Giữa tuổi trẻ với người già, trong hai còn một mà thôi. Bất cứ ai động vợ con tôi thì người ấy không còn tánh mạng. Nếu chẳng may quan hận tươi buồn thì bàn tay của phạm mà chính là ông. Cha, cha ơi đừng, cha ơi, cha ơi đừng. Giang ông, đưa ai đang vào trong, nhanh lên. Quan Sơn, vô đi, vô đi. Vô đi. Đánh tôi làm gì? Hãy bình tĩnh cho lương tâm thức dậy. Những cuộc tình duyên ngang trái phần nhiều là do cha mẹ gây ra. Mày nói gì? Đúng rồi. Ông Bạch Sơn, tôi chân. Cha, ông Bạch Sơn. Cha ơi, ai giết cha? Cha, cha. Quan Sơn. Nó Quan Sơn. Cha, cha. Cha, cha ơi đừng bỏ con. Cha ơi đừng bỏ con. Ông Ma Cơ. Quan Sơn, tại sao anh lại giết cha em? Tại sao? Tại sao? Tại sao anh lại giết cha em? Không, anh không có giết cha em. Anh không có giết cha em mà. Ông Ma Cơ, ông Ma Cơ. Đừng chạm vào cha tôi. Sát nhân, ta
hết giết người. Ai Lan thôi, đừng bao chữa cho một việc làm khiếm nhược. Biện minh gì khi cha tôi chết thảm thương, anh còn đòi hỏi ở tôi một sự hy sinh. Ai Lan, anh nuôi tâm hồn tranh quý toàn công thần, tổ nay họ quên ngăn cách nghĩa yêu đương. Anh Quang Sơn,
Ôi khốn khổ thay cho thân phận của những kẻ tôi đời, suốt đời chỉ biết hầu hạ và dân lệnh chủ, không được phép vui buồn và không được phép yêu thương. Nhưng hỡi ơi, dù biết vậy nhưng không làm sao ngăn được những dòng lệ chứa chan, tim hồn thức trao tình rồi đau đớn. Quan Sơn ơi, dù tình em không được anh đáp lại, nhưng em nguyện còn đời yêu anh, ôm nhớ thương riêng mình em khổ đau, cầu mong hiểm nguy không còn cho anh trở lại. Quan Sơn ơi, số kiếp của chúng ta là như vậy đó, tình yêu phải đổi bằng mạng sống. Thôi anh hãy đi đi, trên trang trại này, trên đồn điền này không còn đất sống cho anh đâu. Lạnh giá tuyết trắng lẫm tâm rơi, lòng như thấm bao niềm nhớ, có nhớ có tiếc gì. Ngày tháng trôi mau, ngày tháng trôi mau, tình đã phôi pha còn thâm. Giờ đây đã bao ngày tháng, còn nhớ biết nhớ ai, tình thôi đã tan thành khói. Trời tuyết vẫn rơi, rơi trắng khung trời, rồi tháng năm xa dần, nhớ thương ngày ấy, giàu trong lá hương. Ủa tiếp đi, tiếp đi. Em đang áo rồi à? Anh lại sai nữa rồi. Cho ai vậy? Cho Kha Minh. Kha Minh, Kha Minh! Cái thằng mồi đó nó khỏe hơn bò rừng. Em luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến con em trước nhất mà. Kìa anh, 20 năm trời chồng vợ, sao hôm nay lại nói tiếng con anh con em? Dẫu biết rằng xưa kia em có thai với... Thì cứ nói toát ra là với Quan Sơn. Ai cấm cản em đâu.
ái tình gian dở là một ghẻ. Kỷ niệm càng nhiều thì vết lỡ nó càng to. Em không muốn nhắc đến Quang Sơn, nhưng thật ra Quang Sơn luôn luôn có mặt trong lòng của em kìa. Đáng sợ nhất là những người dối câm lặng. Vì câm lặng luôn luôn là bề ngoài của tưởng nhớ mà. Kali, 20 năm giả dối, chúng ta sống trong tẻ lạnh triền miên. Thế mới biết tình yêu là riêng của con tim, mà khói óc đã trở thành vô nghĩa. Nhưng dầu sao, chúng ta cũng tiếng là chồng vợ. Cái gì? Chồng vợ à? Bà mà cũng xem tôi là chồng của bà nữa sao? Dạ thưa cha. Dẹt ra. Quang Sơn. Mẹ. Mày dẹt ra. Mẹ. Mày bước tới tôi bắn mày dở sổ mày. Kali ạ. Kali. Quang Sơn ơi, hãy tha tội cho tôi. Tha tội cho tôi mà. Mẹ. Cha làm sao vậy mẹ? Sao cha cứ gọi con là Quang Sơn vậy mẹ? À, không sao đâu con, cha con sai quá thôi. Thôi con đi lo chuyện của mình đi. Đi đi con. Người ta có cha thì được thương yêu, còn cha con nhìn thấy con thì đồ bắn đồ giết không à. Kali, mấy năm gần đây mỗi khi nhìn thấy Kha Minh, lúc tỉnh thì anh không tiếc lời mắng mỏ nó, khi sai thì anh cứ gọi nó là Quang Sơn rồi quỳ xuống khóc lóc van xin. Có phải anh đang giấu em chuyện gì phải không anh? Không. Anh nói cho em nghe đi mà. Không, anh nói cho em nghe đi Kali. Không có gì hết. Kali ạ, anh nói cho em nghe đi Kali. Nói gì bây giờ? 20 năm trời bà hành hạ tôi chưa đủ hay sao? Tiếng là vợ chồng mà bà xem tôi như người xa lạ. Đối với bà bây giờ chỉ có Kha Minh, vì nó là hiện thân của Quang Sơn. Về đây để đòi nợ Quang Cừu. Quang Sơn, Quang Sơn, Quang Sơn. Tại sao lúc nào em cũng Quang Sơn? Khi tôi có quên thì anh lại gợi nhớ. Tôi không muốn Kha Minh nó biết cha của nó chính là kẻ giết người. Vậy thì tại sao? Tại sao anh không dành cho nó một chút tình thương dù không cùng chung huyết thống chứ? Cái gì? Bà bảo tôi thương nó à? Bà không thấy nó giống Quang Sơn sao? Chỉ vì bà mà tôi phải nuôi nó suốt 20 năm nay. Chỉ vì bà mà tôi thành kẻ độc ác. Chỉ vì bà mà tôi thành kẻ giết người. Giết ai? Không, không, không. Tôi sai quá rồi. Rượu tôi đâu? Rượu tôi đâu? Trời ơi, tôi cảm giác như quanh tôi là một bức màn nhung đen tối mà tôi không tài nào hiểu được. Chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì đã xảy ra mà tôi như người trong mộng? Mơ suốt 20 năm mà không tỉnh lại bao giờ. Nhiều khi tôi muốn chết đi nhưng lại thương đứa con. Khi tôi muốn quên thì lòng tôi lại nhớ kẻ giết hại cho mình và làm tất cả cuộc đời tôi. Có phải tôi đã sai lầm trong chuyện của ngày xưa mà nỗi oan ức đã được giấu che suốt 20 năm dài đằng đẵng? Ôi ai đây cho lòng tôi thanh thản, chỉ biết cách giáo bài chỉ thắp đàn đau lòng. Ai là, ai là ơi, anh có tội với em, anh có tội với tất cả mọi người. Em cơ hồ khi đang có gì bí ẩn trong anh không thể nói nên lời. Anh nói cho em nghe đi Kali. Không, không, ai là ơi, anh không thể nào nói ra sự thật. Vì anh sợ mất em và sợ yên giang kinh hoàng. Suốt 20 năm trời anh cố công gây dựng, anh sợ cả hai cơ nghiệp này cũng trong mộng tiêu tan. Mỗi lần thấy
Kha mất là anh biết tưởng đến quá sớm. Anh mong cho hắn chết đi, nhưng lại nguyện cầu cứu hắn sống. Hắn chết đi thì anh có được em mãi mãi. Hắn trở về thì trả số món nợ ngày xưa. Nhìn vẻ lạnh lùng cam chịu quen, anh vừa hận vừa thương. Bao nhiêu hận giận anh trút lên thằng Kha Minh. Tội nghiệp. Phải chỉ em yêu anh thì dù xuống chín tầng địa ngục, anh cũng cam tâm chấp nhận chuyện anh làm. Sao anh lại nói như vậy? Kẻ giết chết cha em chính là Quang Sơn. Chẳng lẽ anh sống với em là anh có tội hay sao? Không, tôi sai quá rồi. Bà đừng nghe lời nói của người. Thưa cha, con chuẩn bị xe xong rồi. Xong rồi thì đem hành lý lên xe. Không lẽ những chuyện đó mày cũng bắt tao làm nữa hả mày? Dạ, hành lý cũng xong rồi thưa cha. Mày á, trốn hả mày? Hả mày? Mày á, ở nhà canh chừng mấy con bò cho tao. Mất một con là mày ra khỏi trang trại này nghe thằng mồi. Dạ thưa cha. Cái gì? Dạ. Dạ trời sắp nổi lên cơn bão tuyết. Hay là cha nán lại rồi sáng mai hãy lên đường. Làm như mày thương tao dữ lắm mà. Có ngày mày cũng giết tao à. Có ngày mày cũng giết tao thôi à. Lại đây con. Mẹ. Từ ngày con biết cha con đến giờ, con nhớ kỹ. Không có lần nào cha cúi xuống hôn con lên trán. Không có một lời nói yêu thương đầm ấm dịu dàng. Để con thấy giữa cha con có sợi dây vô hình buộc chặt. Nhưng mà con tức lắm. Phải chi con là con của người nào khác á. Thì cha đối xử với con tệ bạc cùng cam đành. Con khóc tiếng đầu tiên trong những lúa những lạnh lẽo thâm tình. Con được dưỡng nuôi bằng cừu hận của cha. Và lớn lớn trong đôi tay nực mùi sữa mẹ. Nếu mà cha chẳng thương con gì không nặng mang sanh đẻ, thì trong huyết quản này vẫn còn là máu của cha. Mẹ, con nói thiệt, nếu mà thật lòng cha chẳng thương con, thì con sẽ ra đi chấp nhận kiếp lưu đày. Lòng mẹ hiện giờ cũng tràn ngập nỗi niềm đau. 20 năm dài mấy cuộc biển dâu, Bạch Nữ Sơn đã 20 lần tròn khắc tuyết. Cùng 20 năm trời mẹ ngậm đắng nuốt cay, gương sông chào bà. Ông kia đi đâu đây? Dạ. Ai trông vô chỗ này? Đi ra. Dạ. Con phải lễ phép với người có tuổi. Mẹ, nhưng mà ông ta
Chắc là ông ta đói lạnh lắm đó. Con mời ông ta vô trong này nè. Vô đi. Dạ. Ngồi đi ông. Chỗ này nè. Gì vậy Ngọc ơi? Cho con thỏi bánh mì. Ủa, sao nay cậu về sớm vậy cậu? Mà sao cậu ăn ít vậy? Con đâu có ăn. Cho lão kia kìa. Người này là ai mà lại vào nơi đây? Anh mày. Con. Đàn chó đâu cũng vắng tiếng im hơi. Sao tôi không nghe chúng sủa? Để hắn tự tiện vào ra. Chắc là lũ chó nó quen hơi rồi đó. Khả Minh, cậu nở xem người như con vật, khinh miệt kẻ rách áo đối con. Ăn đi, ông đừng có hỗn xược. Nè, cậu hãy nhận đi hỏi bánh và trả lại cho tôi giá trị con người. Ông là ai và quê quán ở nơi nào? Tôi vốn ở đây bạc cửu hầu. Ông ở đây mà sao tôi thấy không quen? Vì thời gian là lời giao đón tiếp mỗi tâm tình là gì luôn nhiễm màu. Minh, Dạ Ngọc, hai người đi lo chuyện của mình đi. Dạ. Vô kìa. Rồi xong lại trở về quê. Thưa bà, vậy trước kia tôi có đi ngang vườn hoa của một nhà trưởng già, lên giang tay trộm hay đôi từ. Không ngờ dưới mấy đài hoa lấp lánh hạt sương mai, cô gái nhọn đâm vào bàn tay rễ mau. Mấy mươi năm giang hồ khắp nẻo, trong tâm tâm tôi vẫn muốn tìm hạt máu rơi, mà kế sinh nhai phải cách biệt mây. Đường trái trăng xa mắm nhỏ cùng hao gầy, kỷ niệm lúc tiêu thời nhiều dịp chúa cha cùng phai mờ như một áng tường nhiên. Không gian tu gọn với đôi mắt u buồn, nhắm lại để gửi xua buồn tinh tường. Nhưng tôi không quên được đó qua hương lần đầu đã làm cho tim tôi mãi tuôn dòng máu tâm. Bây giờ ông không còn người quen nào ở đây sao? Còn chứ bà. Nhưng bà cách xa ngành cùng mấy nước đi trở về, thôi nào thấy dòng ra gian mấy lượt đổi thay rồi. Đã đắp áo đối con đứng trên quê hương, tôi cảm thấy mình lạc lòng bơ vơ. Bao người quen thuộc ngày xưa đã trở thành tiếng còn, lòng tôi lạnh lùng hơn đáy mòn. Và nhìn cuộc đời sắp nhắc một màu ta. Dỡ hàng xuống rồi cất vào kho đi. Anh không đi tỉnh à? Hôm nay không đi được, gió lớn lắm. Lão này là ai? Vào đây làm gì?
À, ông ta đói lạnh, xin một thỏi bánh mì tránh gió một lát rồi ông ta sẽ đi. Nhà này không có tiếp hàng ăn mày, đi đi. Qua. Nhưng sao mới gặp mặt mà dường như đã quen nhau từ kiếp trước. Ai là? Dạ. Làm đồ nhắm đi em. Vào đây. Vào đây ông bạn. Ngồi đi. Uống. Uống để mừng buổi sơ giao. Ông bạn. Ông bạn chắc đường đời cũng lặn lội nên vẻ mặt lắm phong sương. Uống đi. Chiều nay gió lạnh mùa đông thổi tới một người không quen biết, mong rằng trong men rượu nồng thắm thiết sẽ gọi điệp thân ái sơ giao. Tôi 42 mùa đông gọi trắng mái đầu, hồi niên thiếu đã vào tù ra khám. Có ở tù nữa à? Về chuyện gì? Vì nghèo nên vợ chồng tôi không được đầm ấm. Vợ tôi thì bỏ nhà ra đi, bỏ lại đứa con vừa tròn 6 tháng. Đàn bà thì lúc nào cũng tệ. Khi vợ ông bỏ đi, ông vẫn nuôi con ông chứ? Tôi đã chắc chiêu nuôi thằng nhỏ được 5 tuổi. Tôi dẫn nó lên tỉnh thành để tìm kế sinh nhai. Tôi được ông nhà giàu nó nhận vào làm công. Đêm sao được ông chủ gọi lên phòng, bà chủ đầy thế lực quy quyền. Qua ra là người vợ phụ bằng, nhưng bây giờ điện chỉ đã đổi tay. Nàng nhờ tôi giúp một việc quan trọng. Đàn bà thì lúc nào chán quá lừa lọc. Kali, hãy để ông ấy nói hết xem sao. Ở với chồng 5 năm mà không có con đựng hiệu, trong nàng buồn nên xanh bay bay tha kè nụ. Muốn tìm đứa con sợ công tụng chúng biết không. Nàng bảo tôi giao còn lại cho anh bạn nuôi. Tôi phải ra đi với số bạc trong lồ để giữ cho nàng được hạnh phúc ấm yên. Ôi, ngát ngắm thay lòng giá đàn bà. Cũng vì bắt tiền mà họ xem thường phẩm danh. Ông bạn, câu chuyện tình của ông bạn nghe cũng buồn lắm, nhưng mà cũng không bằng câu chuyện tình của tôi. Chưa chắc nỗi buồn nào hơn nỗi buồn nào ạ nghe. Ông mà cũng có nỗi buồn nữa sao? Có chứ. Ông bạn buồn vì phải nuôi đứa con. Còn tôi buồn vì phải nuôi con người khác suốt 20 năm trời. Kali à, anh sai quá rồi, anh vào trong anh nghỉ đi Kali. Dẹp bà đi. Chúng ta phải lịch sự chứ. À, rồi mọi chuyện như thế nào hả ông? Tôi mắng nhiếc thậm tệ người vợ vô lương tâm. Nàng nổi giận cầm dao nhảy tối đâm tôi. Tôi né sang một bên, chẳng may vấp ngã, lưỡi dao vô tình xuyên vào ngực nàng. Tôi chạy tới đỡ nàng dậy, rút lưỡi dao ra, thì lúc đó chồng nàng vào nhà chức trách đạp cửa ập vào. Ông bị oan là cái chắc rồi. Tôi bị kêu án 20 năm khổ sai và bị đày núi án Bình Sơn. An Bình Sơn 20 năm khổ sai à? Ở tù được 4 năm thì được ân xá trong một ngày đại lễ. Kể ra thì tôi còn có phước hơn người khác. Họ bị hàm quan mà không nói được, xong nơi sơn lâm chướng khí được 1 năm thì hắn chết. Thì hàm quan được chết, hắn tên là gì? Quan Sơn. Quan Sơn hắn bị mang án quan. Một năm sau thì hắn
nên chân thật rồi sao? Dù bể cứ tình còn đau cao dân thăng quyết trong nghĩ dịp đã tù. Hoàng Sơn thật là người quân tử mà. Đó là lời nói sau cùng mà Hoàng Sơn dùng để chăng tới chăng. Trước khi chết, Hoàng Sơn có một điều ân hận là không biết ai đã giết ông Mã Cơ. Nếu biết được, hắn chết cũng yên lòng. Phải, Hoàng Sơn thì làm sao biết được ai giết ông Mã Cơ? Chỉ có tôi mới biết rõ ai là người đã giết ông Mã Cơ. Anh nói sao? Anh biết ai giết chết cha tôi à? Vậy tại sao anh không nói? Tại sao anh không nói? Không, mà đừng làm tôi sợ. Không ai giết ai, không thằng nào giết thằng nào hết. Tôi biết ai đã giết ông Mã Cơ. Không, tôi không biết. Là anh, chính anh đã giết chết cha tôi rồi đổ tội cho Quang Sơn, phải không? Phải không? Không, tôi giết Quang Sơn nhưng chẳng may viên đạn nó lại nhầm vào ông Mã Cơ. Và hân quan chỉ còn kẻ sống đây mang nặng niềm hối hận tức giấc giữa canh khuya nghe lời kết tội ở trong lòng. Làm chủ một cánh hoa còn trên nguyên hương chỉ hoa vẫn tươi màu mà hương nhụy đã tàn phai. Trong cuộc tình này chưa biết ai khổ hơn ai, lòng ích kỷ phải trả bằng cả đời nô lệ. Chỉ có chết tôi mới nghe nhẹ nhàng thanh thản, tôi giết người để đổi lấy nhân. Người phải đành tội giết người. Tôi xin bà buông ra. Tôi xin bà buông ra, tôi phải giết chết kẻ sát nhân. Giết tôi đi. Trả súng lại cho tôi. Giết tôi. Trả súng lại cho tôi. Ông là người ngoài cuộc. Tôi là người trong cuộc. Vì chính tôi đã đốt đuốc soi lại dĩ vãng tôi tâm. Cũng vì bà mà hai người đã chết. Sung sướng gì bà muốn viết thêm một bản thứ ba chứ? Vì tôi mãi mà người phải chết. Cũng vì tôi, vì mà tôi đã sống với kẻ thù suốt 20 năm. Quang Sơn ơi, vì em mà anh mang tội tù cho đến chết. Thưa bà, trước khi nhắm mắt, Quang Sơn có gửi tôi một kỷ vật cho cuộc đời bạc bẽo, tôi mang theo cho số kiếp cô đơn. Thank you.
là mấy sở tóc đã quên buổi lau tù miền sơn cương, đã rụng dần theo năm tháng vui pha. Quan sơn lẫm từng sợi tóc bỏ vào bọc vải con, và đêm ra đêm trong một ngày vàng. Hắn thường báo rằng tóc xanh không có tội, nhưng về xóm yêu đương nên tóc vội phai mờ. Từng sợi tóc rơi, từng lời bức thần nghe nhau. Trong những ngày trả nợ tội đồn chẳng đau sỏi đá, hắn thao thức mà kể chuyện ngày xưa. Hắn thường mơ ước để trở lại quê xưa, nhìn con trẻ một lần rồi hắn chết. Mơ ước nhỏ nhoi mà không đọc được, hắn phải ra đi trong bức hạnh. Nếu bà có thật lòng thương yêu tóc cũ, thì xin tặng bà chút kỷ niệm. Sơn ơi, hồn anh có linh tên, xin hãy về đây chân chiêu, cho lòng em đang sám hối. Năm trời mấy cuộc biển dâu, em đã sống trong những ngày tháng chết. Trời ơi, những sợi tóc thay cho lời vĩnh biệt, anh đã chết đi trong ngũ bức nghẹn ngào. Ôi, người ta đã hành xử người vô tội, tóc rụng dần theo ngày tháng giông hắn. Chiều đông gió lạnh sương hàn, đêm hồn kỷ niệm làm tràn qua tan. Mỗi lần trời chuyển sang đông, không bàn tay nhiễm màu nào ngăn được luồng gió lạnh. Tôi đến để hồi sinh dị dạng, và đã đi cho lòng được thảnh thơi. Chào bà. Đứng lại. Ông là ai? Mẹ, tại sao ông hiểu rõ chuyện của tôi? Ông là ai? Mẹ, ông là ai? Giang à. Trà mẹ Minh. Sao mẹ lại hại mình với một con đánh mày như vậy? Trà Minh. Lan. Trà Minh, đừng có đánh người ta. Mẹ, cha mà thấy gì cày thì hắn mất mạng đó. Trà Minh ơi, 20 năm trời mẹ đã giấu đi một sự thật, Kha Ly không phải là cha ruột của con. Mẹ nói gì lạ vậy mẹ? Nhờ người này mà mẹ đã hiểu ra được sự thật. Nhờ người này à? Một tên ăn mày khốn khổ, ăn no rồi kiếm chuyện để lấy lòng, mai mốt vào đây được mẹ cho ăn nữa chứ gì. Không phải như vậy đâu con ơi, Kha Ly không phải là cha ruột của con mà. Mẹ, vậy cha ruột của con là ai? Người ta đã lập kế phao du, và mẹ đã lập tin vào mưu xấu kế độc. Người hại cha con tội tù đến chết chính là Kha Ly. Chị, cha của con là ai? Là Quang Sơn. Quang Sơn chết trong tù rồi con. Đúng rồi, hèn gì mỗi lần gặp con, Kha Ly cứ gọi con là thằng mội Quang Sơn. Kha Ly là kẻ thù đã giết chết cha con. Vậy mà trời ơi, trời ơi, mười mấy năm nay tôi đã sống bên con người sâu đậm, nên người ta mới xem con như một món nợ quan cương.
con thương cha nặng lòng vì sự nghiệp tương lai. Mẹ giết cha con bị tòa án lương tâm kết án chùa hay hiểu ra thì trời ơi quá buồn, người chết thì ngậm hờn còn người sống suốt kiếp ăn năn. Cha con chết, kẻ giết cha con của đền tội với con. Kha Ly, Kha Minh, cậu đừng gây thêm quan nghiệp. Người chết thì không sống lại được đâu, huống chi người ta đang năn hối hận. Ăn năn hối hận là hết tội à? Phải, vậy thì cậu sẽ giết ông trước. Cậu giết ông trước rồi tôi sẽ hối hận sao? Giết hết rồi à? Kha Ly, cầm súng lên, cầm súng lên. Kha Minh, giang ra. Đừng con ơi, ông này giết cha tôi thì ông phải đền mạng. Hãy cầm súng lên, cầm súng lên. Giết người đó mà. Nhưng tôi không muốn giết người, tay không. Ông hãy cầm súng lên, cầm súng lên. Cầm bên ơi, con giết người rồi con ơi. Con mẹ, giết người rồi con ơi. Mẹ ơi, con giết người rồi mẹ ơi. Con mà có chuyện gì làm sao mẹ sống nổi đi cơ ơi. Mẹ, đưa súng lên cho ta. Đưa đây. Tôi là kẻ giết người, ông hãy đưa tôi đi đi. Không, chính tôi là người nổ súng, chính tôi là kẻ giết người. Ông là ai? Tại sao nhận mình là kẻ giết người? Là Quang Sơn. 20 năm trôi qua, dòng đời vẫn cứ trôi đi với những con người trong ngôi nhà này. Nhưng với một kẻ khổ sai đày đọa như Quang Sơn, kẻ đợi chờ trong tuyệt vọng như tôi, thì thời gian đã dừng lại từ 20 năm về trước. Mẹ ơi, vậy người này là cha ruột của con. Cha, cha ơi, hãy ôm chặt con vào lòng và hôn nhiều lắm trăng, vì cái ôm của cha sẽ truyền xúc cảm cho đứa con biết được câu phổ tử thâm tình. Con mà đánh đập cha thì tội lỗi nào bằng, con lạc lõng giữa vùng sương mù dị dàng, đầu vẫn ngẩng cao dù bất hiếu bất nhân. Con xin cha rộng lòng tha thứ cho con, trời ơi lòng của cha rộng rãi như đại dương, đã hy sinh vì chờ vì con cho đông phút sau cùng của cuộc đời đau khổ. Cha cha Minh ơi, cha vẫn biết con là con của cha, mẹ mới là người trắng tóc mang xanh đè thức khuya dậy sớm để nắng cho con buồn con lớn lên bao nhiêu tình nước nhục dân tròn cuộc đời. Cha tự thấy mình không có quyền cắt đứt thâm tình mẫu tử thiêng liêng, thâm tâm trai định tìm tiếp.
mặt buông và thăm người vợ thuở xuân xanh. Rồi cha sẽ ra đi mang theo sự đau đớn âm thầm mà trong phút biệt ly. Cha, nay con gặp cha rồi, cha đừng có bỏ con mà đi nữa nghe cha. Cha hãy ở lại với con và mẹ nghe cha. 25 sự nhớ thương con. Ngày gặp lại con cha mừng, ta mừng lắm rồi con ạ. Quang Sơn, Quang Sơn ơi, chuyện cũ hiểu ra thì quá muộn màng. Em chính là người đàn bà mỗi bạc nhân tâm. Trước tấm lòng đại lượng của anh, em thấy mình ăn năn hối hận. Anh đã vì em mà 20 năm dài sống trong vòng lao lý. Đêm thời gian quên hương vị đắng cay. Nay vì con anh trở lại chốn đời lao, còn mẹ con em thì có vui sướng gì đâu. Khi liên tưởng nơi ngục tù đêm đêm sương lặng, cách nàng mỏi trong giấc mơ. Đã được thời gian bôi xóa, nhưng lưới trời không bỏ sót mãi mãi. Hoàng Sơn, tôi xin trả lại cho anh những gì tôi vay mượn. Khả Minh, trong cuộc thanh toán quan cường này, không ai lỗ cũng chẳng ai thua. Chỉ có tình yêu chân thật mới là chiến thắng. Dạ Ngọc. Dạ. Thắng ngựa cho tôi. Đi đâu vậy ông chủ? Đầu thú. Chiều đông gió lên về, chiều đông tình